đồ nhìn nó ảo quá chứ. Love is love. Adios. Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Minh Homie Squad. Bữa nay tụi mình vừa mới nhận hàng xem. Mình nhận 4 con rồng mini, một người múa. Như video trước mình mua con rồng 10 mét thì hôm nay mình đã mua thêm những con rồng gồm có 8 mét và 6 mét. Bừng hết đây luôn. Đây là bữa nay thì chỉ có Trung Sinh Idol và Di Ngu. Em bé Di khờ khạo. Chú bé đằng hỗ trợ mình quay nha. Đây thì bây giờ tụi mình chỉ đem ra khui lên thử nha. Hồi hôm mình có livestream TikTok thì mình đã khui thử cái con xéo mốt rồi. Quơ thử thì xéo mốt cũng rất là ok. Đây là hàng hóa của tụi mình. Hàng bên Trung hết. Đây là 10 mét. Con này cái đầu con này là 10 mét này, nhưng mà nó thình ái nó rửa cái lục lạc nó gắn lên cái đầu lăn à. Bỏ cái thùng xuống đi, xếp cái đầu lên, bỏ thùng dưới đất. Đây là 10 mét thì cái đầu nó xíu bự hơn này nha. Đây là củ xíu mét này. Đó. Thích sợi dây nơ vô. Còn xíu mét này thì mình mua mèo hôm mình khui ra mèo gì hơi dây hơn. Hả? Xanh luôn. Mèo xanh à. Cái đầu cái đuôi mèo xanh thì cái đầu cũng mèo xanh luôn mà. Đây là cũng có màu xanh nhưng mà là xanh 8 mét. Bây giờ thì chuẩn bị tụi mình sẽ quơ thử nha. Con hôm bữa thì tụi mình đã làm cái video là quơ thử con 10 mét đầu thì rất là khó. Cái này thấy không? Đấy, nó bằng nhiều mà đúng không? Hai con này siêu mét mà. Không, 8 mét. Nè, nó ghi ở dưới nè. Nhưng mà cái đuôi này chủ yếu coi em coi cái đuôi đây nè. Ủa con này 8 mét luôn. Cái đầu của đầu 8 mét nhưng mà cái đuôi này em coi thử nha. Nè đuôi là 8 mét nè thấy không? 8 mét nè, hậu tấu là nó. Còn hậu tấu cái đuôi đây là xíu mét. Đây là con màu xanh da trời nha. Tụi mình màu xanh da trời khi bạn khui ra thì nó sẽ có một cái bộ đuôi, một cái đầu và một sợi dây để cột. Đâu dây cột đâu đây? Sợi đây luôn hả? Sợi màu đỏ hả? Tưởng sợ màu xanh chứ. Nhưng nó sẽ cho mình một cái túi để mình đựng cái đuôi mình xách đi nha. Rồi ok. Bây giờ dây sẽ gắn cái đuôi 8 mét vô thử nha. Còn xíu nữa sinh thì sẽ gắn cái đuôi xíu mét múa. Em chia một nửa ở đây. Mình chia một nửa ra mình dán xuống giữa. Họ dán vô. Cái này thì chắc cô sinh chưa có kinh nghiệm múa đâu. Chưa. Tiên tập ở đây. Vậy em quán một con xíu mết để em múa đi. Để con đó xuống. Để. Con đó để dây nó múa. Đó. Nhìn màu xanh này cũng đẹp lắm. Để dài xuống dưới đó đi. Để đem xuống đó đi cũng sao đâu. Rồi tiếp tục là con xíu mết này. Xíu mết là cái đuôi này đâu. Thì anh em nhỏ nhỏ thì mình chơi xíu mết nó hợp lý hơn. Đó. Nó sẽ cho mình một cái bị để mình đựng đuôi với cái đầu mình xách đi. Rồi đưa anh kéo vào cho. Ngắn đúng không? Rồi biết đào quán như quán đài vậy nha. Đó. Đừng nó ra được hả? Được chứ, em quơ ngược nó lại mẹ. Đó. Cái này là hồi bữa mình có đăng xem mấy bạn vô bình luận kêu là trên TikTok nó có chỉ nha. Rồi từ từ gom cái đuôi kia lại trên ư để không nó quơ chúng. Đây thì xéo mớt là di văn quơ nó dễ dàng hơn nha. Xíu nữa 8 mớt không biết lại di xíu quơ như thế nào. Chuẩn bị trung sinh coi để vô quơ thử nha. Nè từ từ. Rào vậy. Ok chưa? Nhớ y quay vòng tròn xíu rồi y mới ra số 8 được chứ. Vô. Rào mách bị quấn đuôi rồi. Nói chung là vẫn chưa có kinh nghiệm quơ. Rào tiếp quơ thử coi. Đó. Nó bị cuốn nào. Do là nó trùng theo một vàng á. Nó bị ghẻ này như múa sai là múa rồng mà nó sai là ghẻ đuôi đó.
xin vua thử không? Đó, dạ thôi. Rồi vua số 8, rồi vua số 8 này. Đó, số 8 này. Đó. Đó. Vua không vua. Đó. Ok chưa? Ok chưa? Thấy hấp dẫn chưa? Đó. Rồi. Im cầm. Cầm dư dư ra. Rồi chuẩn bị Di cầm con 8 mớt thử nha. Đúng không? Cầm dư dư ra chứ. Cái này đúng chưa? Dư dư ra phải không? Không cầm kia kiểu nào mà anh thoải mái tay à. Em vua được. Đó thì đó xem em vua là nó theo cái chiều ốp không? Rồi từ từ cái đuôi nó bị ghế này. Ốp lại mới đúng. Ghế. Bây giờ đầu tiên thì em cứ vua vòng tròn trước đi. Vòng tròn xung quanh đó. Để đó. Bị quắn đuôi rồi. Từ 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 còn quấn vô cái bụng em đi như quấn đai vậy đó chuẩn bị xin màu quơ được xem nào là tá lượng gì ừ xuống rào cái mình nghĩ đâu rào cạnh này nó quay ngược lại nha đó hiểu chưa hiểu chưa. Đó, quay nó ngược ra. Đó, cầm, cầm này, xem quay ra. Trời ơi. Đó. 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 Bắt đầu đó, ok luôn. Trời ơi, số 8 từng từng. Em cũng phải canh cái đường nó đi chứ. Quá ghê. Bây giờ, Di Văn sẽ khui con mèo xanh lá ra thử nha anh em. Đây là con màu vàng nha anh em. Mình nhớ mình mua màu xanh lá thì à xanh lá đây sao. Cô xin xíu tập quơ thôi nha, để quơ hai con nhìn nó mới đẹp. Đấy là quơ một lần hai con hai tay luôn hả? Không, hai đứa quơ hiểu không? Rồng đây một một mình mà quơ hai con ít xỉu. Đẳng cấp luôn. Ừ. Thi đi thi luôn. Ngoài cho mày đi thi Olympic luôn. Được không? Thả diều thả lằn búa luôn gì. Phúc rau. Chim đây chỉ có mình thằng Di là biết múa không? Bởi này, ê đứng đứa đứng trước, đứa đứng sau chứ. Xin đứng hoàng sau đi. Xin múa. Chết rồi, nhịn đi không não hết chứ mày. Chứ lỡ nó trúng nhiều nó mất nữa. Rau. Bởi này. 2 3 trung tâm duy nhất qua vòng tròn thôi. Đó thấy chưa? Nghệ liền. Nghệ liền, trung tâm là anh mày vậy. Ngân. Nhìn trung tâm nè. Thôi trung tâm cắt câu nói đi trung tâm. À, em cầm quay này, anh vua cho. Mình Dây dù cái này là nói chung là thấy hình như phải tập tập tạ mới múa nè. Không, cái này mình mà kiểu như tụi mình mà tập cỡ 4 người xếp hàng múa cùng nó đẹp 1, 2, 3 rồi vậy á, 4, 5 người nó mệt thiệt. Quay thử còn 8 mớt không? Quay thử luôn. Nó mệt hơn múa lăng không?
Mệt, y chang mua lòng cũng khác gì đó. Đúng là cái bộ môn này cái gì cũng mệt á. Bây giờ cu dây siêu thử con 8 mét nha. Dài. Mấy ai biểu mày muốn được chi. Con 10 mét này bữa quơ không được rồi đó. Bị dài quá. Quơ được nhưng mà được. Ờ à, được có 2 ba dèo ngoài, cái đó phải tập thêm. Rồi, bây giờ chỉ là con 8 mét nha anh em. 8 mét nếu mà quơ được thì nó đẹp hơn xíu. Có cần quán bụng không? Quán bụng. Cái này nó không có bụng. Thì cuốn đầu, cuốn đuôi đầu. Cuốn đuôi đúng không? Ừ, quán bụng ý. Ti mà. Làm biến đó. Con này có mua gì ra ruộng á. Ra ruộng chị. Ra ruộng khá nhiều. Ừ, ra ruộng chị. Từ để có cái nào đó. Mình dùng quay vòng tròn trước nó mới ra. Quay vòng tròn xung quanh mình trước á. Đó, được được được, cứ quay về đi. Cứ quay về thử. Cứ tán này. Cái dài quá. Chưa quen được. Đi lại cái vòng nó hơn. Không nhìn lại được đúng không? Mà ảo kìa. Quay vòng tròn là đã ảo rồi. Nói chung là tụi mình chỉ tập lại siêu tiếp tục. Đó. Nó hơi lấy chiếu thâu. Thôi sao. Cố gắng chiếu nữa là đẹp. Rào. Má đưa lên phía trước cái là ráo liền. Phải vừa lui nữa kìa. Má cái này có thời gian canh táo tập nó mới sướng. Giờ ném quá. Bị cuộn đuôi rồi. Nhưng mà đang tập nên kệ nó. Cho nó cuộn rào. Xeo. Game cứ over. Cứ bị quấn đuôi là đủ. Má nó không có lực để nó bay nữa. Thì mình xin báo giá cho mấy bạn là con này mình bán với giá là 550 nha anh em. Trên giá thị trường hiện tại ở Việt Nam mình nhiều chỗ bán là giá 650. Riêng mình bán 550 cho anh em nào thích chơi. Ok, nghỉ mệt à, giờ anh em mình chuyển qua live TikTok. Video này mình đang lên siêu đó mình live TikTok nha. Ok, bạn nào muốn mua thì liên hệ mình. Ai là ai? Bye sức, bye bye. Love is love. Love is love. Adios.